Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với comment. Mình là Chucky. Thì hôm nay là mình sẽ chơi Minecraft server 108. Thì cũng lâu rồi, mấy ngàn năm rồi mình chơi trên server này. Thì để coi, trời ơi, mấy ngàn năm giờ cái cây Noel vẫn còn ở đây vậy. What the hell. Rồi, cái gì đây? Hôm bữa mình, này mấy món quà. Hôm bữa mình có thấy đâu, giờ mới có món quà ha. Minecraft 108 là gì đây, cái gì đây? Merry Christmas. Oh wow, chúc mừng Giáng sinh. Mình vô đây tháng 3. Ok thôi, thì mình bây giờ để mình xem. Mình nghĩ là mình, ở đây có nhiều quá bạn. Reason này lắm nè. Quá trời luôn kìa. Skyblock, Skyward nè, Hunger Game, X-World nè, quá trời lên nha. Mình thích cái này hơn. Survival cộng 2 nè, chế độ chơi Tawny. Bạn sẽ tham gia vào một vùng đất mới lạ, đầy rẫy sự nguy hiểm và gian khó rình rập. Hãy cùng xây dựng và vượt qua trở ngại cùng với chế độ Tawny yên bình, xây dựng một đế chế mới, một kỷ nguyên mới. Nhưng mà như mình vào rồi, ok, mình có rất là nhiều món đồ ở đây. Thì cho bạn nào chưa biết thì mình đã cày có một tập mình là làm rồi, bạn nào chưa xem thì nhớ xem lại tập trước nha. Mình đã cày rất là nhiều món đồ ở đây. Ok, thì bây giờ để mình xem, thì mình để xem mình còn nhiêu tiền này. Mình có khoảng 2000 point bây giờ. Từ để mình cất túi đã. Đây, ba lô nè, cất vô túi bớt cái nào. Thịt thì lấy trong đây hết đã. Bỏ vô đó, nhiều quá luôn bơi. Ok, mình sẽ bay lên nè. Đó, đủ nó nhà luôn. Mình đã có xăng các bạn, mình bay lên bay xuống đúng không. Bây giờ là mình sẽ mua cho mình thêm VIP. Mình là VIP gì rồi, mình giờ mua thêm VIP nhà đó. VIP King nè. Được 2 pet, 2 món hàng kêu bán trên AH, 2 ba lô di động nè, 2 điểm set home nè. Wow, fast grab luôn. Wow. Ok, và cái cuối cùng King quyền hạn nhận ngay 500.000 đô khi mua rank fly miễn phí luôn, vậy là không cần mua xăng. Vâng. Mát pet nè, rồi mà điểm set home nè, 200 kinh nghiệm. Ok, King nè. Rồi bây giờ là mình đã thành trùm rồi bạn. Và đây là những người gì đây, top Q hả, rồi top Tawny, top Money. Wow, rất là nhiều đúng không. Để mình xem mình còn gì nữa không. Mình còn quyền hạn MMO class nè, thẻ gia nhập này thuộc tính là sử dụng kiếm thuật làm chủ đạo, nhận thêm 33% khả năng kích hoạt nội tại của Sword khi kết tập bằng kiếm. Thẻ gia nhập Warrior sử dụng Astral làm chủ đạo, nhận thêm 33% khả năng kích hoạt nội tại của S khi sử dụng Real. Rồi Archer nè, bao cung 33% khả năng bắn cung à. Cái này là gia nhập Trainer, cái này là khả năng điều khiển thú các bạn. Thẻ gia nhập Miner nè, rồi thẻ nhập fighter nè. Mình nghĩ là mình sẽ điều khiển thú, nhưng mà biết kiếm con thú ở đâu bây giờ bạn. Ok, chọn đại này đi, nhưng mà làm sao để điều khiển cái này. Mình muốn vậy mình sẽ cần mua sư nha, điều khiển chó rồi cái gì. Ok rồi, bây giờ là mình sẽ đi nào. Mình có thể bay này phải không. Lorencia đây, chết không bắt đồ nha. Thì ở đây what, shop VIP à. Ở đây có bí mật rồi bây, shop VIP ở đây vậy. Nhưng mà mình lấy không được bây. Hình như cái này là ẩn thôi, bị giấu rồi bây. Một cửa hàng đã bị giấu ở đây. Ok, sao lại xếp ở thành tất là sao, quá đẹp không. Vậy là có người, mình đã hiểu rồi. Trên đây có người nè bạn. What, gửi hú nuôi nè. Mình lấy bạn không có khấu cưng nè, menu nè. Chợ đen nè. Máy này lấy giống được bây, hay là mình cầm khiên. Ok, vậy là cái này là chưa chức năng này chưa xong bởi nghĩa là sau này mình ở ngoài đất hoang nữa, nguy hiểm vậy. Từ từ đã nào, để xem mua đồ đã. Có hàng ngân hàng nè, shopkeeper nè, đổi này ra hạt pháo hoa, pháo hoa rồi nón tết nữa. Trời ơi, nón tết quá trời nón tết luôn. Có nón của mình nữa bạn. Nón của mình có rotation 7 luôn nào. Phải rotation 7 luôn, ghê quá. Khả năng chống lửa chống phép nhiều quá, hay ai mà mua đồ của mình là cực kỳ mạnh luôn. Ok, bây giờ là mình thử mua cho mình mấy cái chìa khóa legendary nha, để xem nó ra là cái gì nào. Poi shop nè, mình sẽ mua cho mình khoảng 10 cái đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, mình còn nhiều, mình còn nhiều mà. Ok, quay nào nào, ra cái gì đi nào. Lòng quái huyền bí. Wow, hay quá ta. Nhưng mà chắc này để spawn những con quái để mình đi farm. 64 TNT à. Mình nghĩ là chơi Tawny là không cần TNT đâu. Rồi. Cái gì đây? Đắp kim cương à. Cái gì đây? TNT nè, quá trời luôn nè. Ok, vô đây.
thẻ bắt đâu. Nó huyền thoại bơi. Mang vô đâu? Nào, Redemption 6 nè, Fire Redemption 3 nè, Unlocking 5 nè, Flash Redemption. Mình sẽ bay lên. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, quay cái nào đây? Bùa an toàn bơi. Hình như cái này, cái bùa này hình như là để ép đồ hay sao các bạn. Rồi, tiếp tục nào. Black Emerald bơi. 16 Black Emerald lận. Wow, để mình xếp lại coi. Đây, hình như mà có kim cương mà, kim cương cái này nè đó. Ủa, mình nhớ có 2 Black TNT mà, sao kỳ vậy? Rồi. Wow, thẻ bét nữa mày. Wow, thử coi, cái này gì đây? 200.000 đô. Hay vậy ta? Lock gold thôi, mình không cần này đâu, cái ít lắm. Ok, mình đã quay xong rồi, bây giờ mình sẽ bay ra một hướng nào đó. Hình như đến đảo rồi phải không? Ok, mình đã đến một cái hòn đảo khác rồi. Ok, ở đây khá là xa cái chỗ nên mình đang bay á. Đất này bị gì đây, xin thui gì rồi. Hình như bị hư rồi vậy sao á. Để xem con thú nào ở đây bạn. Mình muốn thu phục được một con thú để mình huấn luyện nó để đánh nhau. Mình sẽ là một nhà thường phục học. Nhưng mà mình không biết gì làm gì. Đông đây bạn, ở đây đẹp vãi. Mình muốn xây nhà ở đây. Xây nhà chỗ này chính là lý tưởng đó. Nhưng mà có điều là ở đây không có động vật, hơi buồn chút. Nhưng mà thôi kệ đi, mình đã xây nhà ở đây bởi vì không ai biết mình ở đây cả. Ok, bây giờ mình sẽ thao new no chim. Bạn không có quyền hạn dùng comment đó hả? What? No chim không phải là từ hợp lệ hả? What the hell? Mình gọi là thao mà new, hãy gọi tên khác đi, tên Yaki no chim được không? Đó, Yaki no chim rồi. Bây giờ là thao thắt lem nha, lem đất ở đây nè, ở đây. Đừng, mình sẽ ignore bạn này đã. Bạn đừng nên TP chúng mình, ok, để không đến chỗ mình đã. Mình đang cần clam đất, clam ở đây được không? Từ từ, thao clam đất nè, ok. Không có chi trả một thao block đất ở đây. Trời ơi, sao nhiều người quá vậy? Mình không có kêu mọi người đến đây. Kìa, đâu ra vậy trời? Thôi mình vì mình cần sự yên tĩnh nên mình không muốn mọi người tập trung quanh mình, nên bây giờ mình rảnh á. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn hệ thống ép đồ ha. Trời ơi, khổ ghê á, đang tính xây thao nhưng mà bạn cứ vào đây thì mình rất là khó xử. Ok, king nè, thời gian chờ là nhiêu? Holy, nhiều vậy. Thuốc hồi máu nè, thuốc chạy nhanh nè, quá trời luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cất vào cái ba lô của mình. Đây, cất vào ba lô mình, trời ơi, ba lô mình cũng đầy đó bạn. Bây giờ mình nên cất cái gì? Mình không biết mình nên cất gì vậy. Mở thêm ô nè. Giờ mình cất thêm vô TNT các thứ, cất hết vô. Đây, khi nào mình cần là mình sẽ lấy ra mình xài đó. Cứ cất vô rồi. Tiếp tục nào, mình sẽ lấy thêm kit cho mình. Kit đâu? Kit đây là kit đây rồi. Đây, khiên mình có hết chưa? Ok, VIP nè, đó. Rồi, diamond nè, ok. Cái này mình nhận rồi đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ quay lại, hủy bỏ nè. Dịch chuyển rồi, cường hóa. Mình chọn Ranger Pet Shop nè. Rồi, Poi Shop nè. Mình đã mà săn mình miễn phí rồi. Lòng quái huyền bí mở ra. Ngẫu nhiên lòng tạo ra các lại. Cái này cũng được nè, nhưng mà để cho ai cần ha. Cầu trời tối, ai mà cần cầu trời tối bạn. Rồi, cái này là tăng cho mình kinh nghiệm nè. Ok, đây là trang bị sửa chữa thường nè. Ok, sửa chữa. Mình có thể cường hóa nè. Ok, mình thử cường hóa cái mình cái kiếm nè. Coi cái kiếm này mình chưa sao bây giờ ở đây. Nâng cái vũ khí đây, rồi sắc bén, gây cháy, đánh bật lùi, hại thay ma, hại loài chân đốt mà. Ok, năng lực giúp rồi, nói chân đốt. Ok, sức mạnh nè, bật lùi nè, lửa nè. Mình thử sắc bén coi. Yêu cầu 45 level. Trời ơi, 75, 5 phôi, 10 phôi nè. Ủa, cái này yêu cầu sách cường hóa nè mà sharpnet 5 nè. Ủa, như nhau nè, cường hóa 3 nè, cường hóa 4 nè, cường hóa 5 nè. Mình mua cái độ 5 được không bạn? Tại vì mình muốn đào đó. Ủa coi, mình không mua coi. Nhưng mà đây, đá may mắn nè. Cái này vật phẩm tăng tỷ lệ thành công, giảm tỷ lệ thất bại. Ok, một cái này thì bao nhiêu? Thành công 68, mình sẽ bỏ vô cái này vô coi. Bỏ cái này vô bên đây. Đó, mình được nhiêu? 70% rồi, mua thêm cái này đi. Đó, bỏ vô đi. Nhiêu? 73%. Ok,
loại như này dùng để dung hợp vũ khí này bạn, mình sẽ bỏ vô cái kiếm của mình. Yeah, cực kỳ mạnh luôn. Cái này nữa bỏ vô, dùng trong đây 79, bỏ thêm nữa, mình muốn 90%, bởi có lần mình tự nhiên 90 mấy % thì vẫn thất bại, không biết tại sao luôn. Bởi ok hết chưa, 85% vẫn ít lắm, mình mua thêm đi. 3 4 5, ok bây giờ 1 nè, ô 90% rồi, 3 4, ok 3 cái luôn, bỏ vô cơ luôn. À, khoan từ, mình bỏ từng cái mới được, bỏ từng cái nó mới chịu. Ok bạn, 1 nè, 2 nè, 95% rồi, nhiêu 97 vẫn chưa được. 1 2 3, ok 1 2 1 nè. Hết rồi chưa, 97 nè, nó không cho nữa hả? Ok 98 nè, 98 98 98, ok 99 rồi, 100 đi, 100 thôi, 99 được cũng được rồi. Ok mày, mũi khoan lỗ mà không cần nè, đá ma thuật dùng để tách ngẫu nhiên một loại cường hóa đang có sẵn trong trang bị ở chơi mình, chưa cần bộ an toàn nè. Ok mua cái này phòng trừ mình bị thất bại. Ok tải giá sách thì không cần nè. Ok bây giờ là mình sẽ bỏ nó vô nha, mình sẽ bỏ bộ an toàn vô cái kiếm phải không, từ bỏ vô đây. Giúp bạn giữ. Ok bỏ vô đây hả, phải không? Ok bây giờ là mình sẽ không bị mất nếu mình ép vô nha. 1 2 3, ok mình nó có SQ 5 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, ồ, đây, cái kiếm mình rất là mạnh rồi nha. Nhưng mà tại sao mình mua sách này không được ta? À, cái này là kiếm, làm sao để mua enchant ta? Hay mình phải bỏ vô đây, phải không? Không bỏ vô được, hay bỏ vô đây, không được luôn. Hay là mình phải cầm lên bạn, mình phải cầm lên nói chịu. Ok, mình phải cầm lên đây, rồi menu nè, vô chỗ cường hóa, rồi mình cường hóa cái kiếm. Rồi, sắc bén, mình có sắc bén rồi mà, sắp nẹt phải không? Sau đó kia là skill. Rồi mình sẽ mua thử cây cháy đi. Không được á. Nâng cấp bằng công rồi nè bạn. Ô mình có cây cháy rồi nè. Ok mình nâng cấp sắc bén đi. Đó rồi. Đánh bật lùi nè, hại thay ma nè, hại loài chân đốt nè, rồi bật lùi luôn nè, đó, rồi lửa nè, đây. Mình nâng được có vài cái à. Thôi cũng được rồi, mình sẽ nâng thêm cái được không? Lỗi enchant nữa. What? Ok lên cấp độ 2 rồi. Ok cấp độ 3 nha. Cấp độ 3. Đây cấp độ 3 luôn rồi. Bắt đầu bật lùi đi. Bật lùi nè, cấp độ 2 nè, cấp độ 3 nè. Bỏ được cấp độ 4 không? Ok. Cấp độ 5 luôn. Ok mạnh luôn. Rồi hại thay ma nè. Đó, hại thay ma nè, hại thay ma nè, hại thay ma nè, đó, 5 luôn. Sức mạnh ấy, mình có sức mạnh nào, quên sức bén. Đây 3 4 5 rồi. 3 4 5 rồi. Ok. Vậy mình đủ rồi đó. Ok, vậy là cái kiếm mình đã rất là mạnh rồi bạn nhìn nè. Sắp đẹp 5, Smile 6, Ben of Rotter, chữ khó đọc quá. 1, Knockback 5, Fire Spec 5. Ok, quá mạnh rồi. Hay là mình, mình có cái mũ cũng trâu rồi nè. Nhưng mà mình muốn mình làm mình một bộ giáp kim cương luôn mà nó ép đồ nhiều lên. Ok, để coi mình có giáp nào không nè. Để coi mình không có giáp con người nhưng mà có rất là nhiều kim cương. Oh yeah, từ từ vui lòng chắc chậm lại bạn hãy vì spam. What the hell, mình chỉ nâng cấp thôi mà nó mình spam là sao? Why? Ok mình sẽ ra ngoài kiếm cái hòm crafting table để mình ráp ra cho mình. Đây rồi, bây giờ mình sẽ ráp cho mình đây, tạo ra kim cương đi. Đó rồi. Ok giờ mình sẽ thử cái này và cái này. Bây giờ là mình sẽ thử ép đồ tiếp nha bạn, cường hóa tiếp những cái món đồ đây. Mũi khoan, thật sự mình không cần mũi khoan đâu. Ok bộ an toàn một cái nè, mình sẽ mua cho mình cái này. Ok thôi bây giờ mình nâng cho mình giáp đi, cái quần cái giày để sau ha. Ok rồi, nâng cấp cái giáp này nè, cắm này lên. Ok menu rồi cường hóa, lay rồi bảo vệ nè, tránh khỏi lửa nè, khỏi sát thương khi rơi nè, bảo vệ khỏi vụ nổ nè, bảo vệ khỏi vật đi bắn nè. Ok gai nè. Ok mình nghĩ là đủ rồi đó, tại vì mình còn hết thôi rồi đó, mình nghĩ là mình cũng đủ trâu rồi. Rồi ok bỏ về đây rồi xong, chúng ta đã có một bộ giáp cực kỳ trâu, không ai có thể địch nổi mình, trừ khi là người nào đó khá là trâu bò lì lợm gì đó. Ok bây giờ mình đi coi, mình được thưởng rất là nhiều món đồ này nhưng mà mở thẻ đem lên chợ rồi bán này bạn, nhìn mình có rất là nhiều kim cương ở đây luôn. Để coi mình có luôn cái đuốc. Ok rất là cần nha. Đồ ăn này mình sẽ lấy này ra, bỏ này vô. Mà có sweep nẹp mình sẽ bỏ một cái ra để mình uống. Ok rồi thì có lẽ là mình sẽ quay lại cái townie của mình thôi, bởi tự nhiên không biết một cách nào tiện có ai đó nhưng bám đuôi mình hay sao, bởi kiểu như là mình đi đến đâu á là có người đi theo mình đến đó hay sao á.
nên mình phải đi buổi tối, nó không ai mình. Ok, ai mình không? Ok, ngon. Mình sẽ để kiếm chỗ nào khác để làm cái thanh đi. Ok, trời ơi, bạn nhìn nè. Ở đây một cánh đồng rất là hoang sơ. Mình nghĩ là không ai ở đâu, nhưng mà để coi mình sẽ sinh sống ở chỗ nào mới được. Bởi tại vì sinh sống ở một nơi nào đó rất là quan trọng. Bởi giờ mình lựa chọn một nơi nào đó mà nó sống không được là coi như tiêu quá. Vậy để coi ở đây có, mình hy vọng mình tìm thấy được một cái kim tự tháp, nhưng mà có lẽ như nãy giờ mình đi hoài, đi mấy tỷ năm luôn mà không thấy một cái kim tự tháp nào, thiệt là đáng buồn. Mà cũng đúng không bạn, kể kim tự tháp là tỷ lệ nó ra kim tự tháp khá là thấp nên mình cũng không trông mong nhiều lắm, nhưng mà cứ đi đi ha. Ok, miễn là đi xa càng tốt, càng xa càng tốt, nghĩa là không cần sai. Ok, test thử cái kiếm nào, con nhện đâu rồi? Ui, nhiều thỏ vậy. Ôi thôi thôi thôi, anh thỏ ơi, tha cho em anh ơi. Ok, qua đây nè. À, qua đây sinh sống, nhưng mà mình muốn địa hình bằng phẳng chút. Ok, sẽ đây đi, mình sẽ sống ở đây. Rồi bây giờ là mình sẽ làm gì giờ bạn? What the hell, mình chưa định hình được là mình sẽ sau khi khóa trang bị sẽ không bị rớt hoặc là sẽ không bị trộn một cách giao dịch. Ok, khóa lại, khóa trang bị lại. Ok, mình đã khóa xong rồi, mà bây giờ là mình sẽ không bị ai giết mình mà mình bị chết hết. Còn cái gì để mua không bạn? Hết rồi, có lẽ là hết rồi. Và mình cũng muốn thử cái gì đó là từ có con thú gì ở đây, mình muốn luyện thú vậy. Nhưng mà có lẽ không có là từ nha. Mình cái xẻng mà đâu ta, mình muốn lấy cái xẻng của mình lại. Đây rồi. Có xẻng ăn cưa không? Có hả? Đào heo. Ok, chắc là ok, chắc là không có ở đây đâu. Bây giờ mình thử đào xuống dưới nha bạn. Mình thử từ từ mình phải nhận đã. Được rồi. Town new, mình đặt tên no chim thì người ta phát hiện ra. Ok, đừng có lại đây đó, đừng có lại đây rồi. Ok, mình sẽ claim đất ở đây. Town claim. Ta-da! Ok, bà không thể chi trả tiền để ra một thao block giá, what the hell, không thấy được à? Ok, mới giờ có người đó, mọi người lại đây, đóng luôn hả? What the hell, có tính năng TP không không cần accept hả bạn? Đùa. Nhưng mà cái thang của mình đâu rồi? Cái thang mình đâu? Từ mình bị lạc thang đi rồi. Đây, đừng có lại đây cái mình đây rồi. Thì bây giờ là mình không phải BBB được, mình muốn đào xuống, nhưng mà nó coi đào xuống là một cái dạng rất là khó khăn. Đừng có lại đây coi. What the fuck? Ok, thì có lẽ là mình dừng từ đây được rồi. Thì mình định lập cái thao này để mình hướng dẫn các bạn, nhưng mà hơi khó. Mình hy vọng là admin server này có xem được á, thì nên chỉnh lại chức năng TP giùm cái cho mình đi. Cái vậy cái làm phiền mình quá. Đáng lẽ TP là phải xin phép gì chứ, cái đùng cái một đống người luôn, mình không thể tập trung hay là mọi người đi xung quanh mình là BBB có thứ mình không thể làm việc được. Ok, thì nếu mà hết series của mình để mình like một share để mình có được tiếp nha. Thì đây chính là server my108.com, thì các bạn cứ vào ủng hộ đi. 1.10, 1.11, 1.9 gì đó, các bạn vào đây phần này nè, survival cộng 2, rất là nhiều chức năng mới đúng không? Ok, bye bye mọi người nha.